với mấy anh em xe điện mà thích cái hệ là IC có điều khiển qua Bluetooth thì con IC này là khá là tuyệt vời. Nó rất là đơn giản, dễ sử dụng, mình cũng dễ lắp đặt và mình cũng dễ điều khiển. Chỉ cần có con IC với lại con chip điều khiển như thế này, vậy thì mình có thể là dễ dàng rồi. Trước tiên là mình cài một cái app ha. Mình mở cái điện thoại Android, mình mở cái CH Play lên, mình có thể tìm kiếm cái app này, nó có biểu tượng của chiếc xe đó, để mình tải về đó, hoặc là mình quét mã QR trực tiếp ở đây đó, thì trong cái này nó cũng có, thì bạn quét về thì nó sẽ cài đặt và nó ra một cái y chang như vậy. Thì lúc đó mình phải bật Bluetooth lên nha, ở đây mình phải bật cái chế độ Bluetooth lên thì mới kết nối được. Rồi bật app lên đó, rồi vào mục là đi tìm kiếm thiết bị thì nó đã tìm ra một thiết bị, mình cho nó kết nối vào, nhắn tôi hiểu rồi, như vậy thì lên đây. Như vậy thì mình đã sẽ bắt đầu là mình có toàn bộ các cái chương trình để mình cài đặt, nó rất là đơn giản. Như vậy thì nếu như mà bạn nào mà có nhu cầu về con IC này thì hãy liên hệ với Hoàng Xe Điện. Bạn dĩ nhiên nếu mà bạn mua cả IC cả chip thì mình sẽ gửi cho bạn một cái video để bạn setup luôn, dễ lắm. Còn nếu như mà bạn chỉ có một IC thì bạn vui lòng gửi cho mình một cái cấu hình như là hệ thống pin ắc quy rồi cả cái động cơ, để là mình biết mình setup cho bạn một cái con IC chuẩn và sẵn sàng, bạn vừa ráp vào là có thể chạy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.